một cái ngôi nhà và một cái vị trí rất là đẹp luôn anh chị. Ngay cái vị trí này sau này anh chị về đây cũng có thể mở tiệm tạp hóa ha chị, buôn bán gì cũng được nữa anh chị. Đường mình là đường nhựa rất là bự luôn nha anh chị. Hướng này là anh chị đi thông về đường tỉnh lộ 878 nè, về đường dẫn 88 mà ngay cái vị trí anh chị đi về ngay dòng xây của Thân Cũ Nghĩa đó. Đó là anh chị đi thông về chỗ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương anh chị. Đó là anh chị đi cái hướng bên đây. Nó đi thẳng lên đó ha, lên là đụng ngay chỗ cầu gọi là cầu Chợ Bưng. Lên ngay đó là anh chị qua bên kia là Chợ Bưng nha anh chị. Khoảng cách từ đây lên đó đâu đó tầm khoảng cứng cây tí xíu là tới nha anh chị. Còn cái đường bên đây nè là anh chị đi thông về ngay chỗ đường dẫn cao tốc mà hướng ngay ngã tư Lương Phú lên đó anh chị. Đó, ngay chỗ đèn xanh đỏ ngã tư Lương Phú băng lên á là anh chị đi thẳng vô tổng anh chị đụng đường đó luôn. Còn cái hướng ngược lại này, hướng này cũng thông về quốc lộ 1A luôn nè, là bên ngay chỗ cầu Bến Chùa. Và cái địa chỉ mà ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay thuộc xã Long An của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Nó và cái hướng này anh chị cũng đi thông về ủy ban dân xã Long An luôn. Thì ngay đó cũng có trường học rồi luôn nha anh chị. Thì khoảng cách từ đây về đó khoảng 1,5 km là tới nha. Ngay vị trí là ngay quốc lộ 1A đó luôn á. Nhưng mà sau này anh chị có đi chợ thì xuống đây khoảng mấy trăm mét là tới cái chợ anh chị. Đâu đó tầm khoảng 300 mét à. Nhưng mà cái chợ đó là chỉ bán cái buổi sáng không nha anh chị. Bán tới 9 giờ là nghỉ à. Thành ra ở đây mình gần đây mình làm mình mở cái tiệm tạp hóa đâu được. Bởi vì ngay cái góc này thì anh chị mình mở tiệm tạp hóa là rất là tuyệt vời. Đó, vị trí rất là đẹp nha. Em xây một vòng cho anh chị mình xem luôn. Đó, hôm nay nhà đất mình xem Tiền Giang, vì xã Long An của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà mà có thổ cư đồ đầy đủ nha anh chị. Đó, giá cũng cực kỳ hợp lý luôn. Đường là đường nhựa, đường này xe ô tô bự anh chị chạy thoải mái luôn nè. Và cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái ngôi nhà này nè nha anh chị. Đó, diện tích mình này cũng vừa. Đó, vừa ở mà vừa kinh doanh buôn bán gì cũng được hết. Tại vì anh chị biết sao không? Tại vì ở đây là mình đường nhựa, đường ô tô chạy rất là thoải mái luôn. Tính từ ngay cái mí này hết nè, thì mình sẽ đo dài qua bên kia là cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhưng mà trước khi bước vào bên trong thì em xây về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo nha. Để em tới ngay cái vị trí này để nó chán nắng quá, anh chị nhìn ở tên này không thấy. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi chỉ có 10 phút à, khoảng cách là 4,7 km là tới ngay chỗ trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Còn chị ra tới ngay cái dòng xoay của Trung Lương thì tầm khoảng 2 km là tới chứ gì. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới ngay vị trí em đứng đây, 1 giờ 1 phút, khoảng cách là 65 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới ngay vị trí ngôi nhà của mình, thời gian đi là 1 giờ 10 phút, khoảng cách là 57 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong cái ngôi nhà mình luôn nha. Tại do em nán lại một tí xíu á, anh chị biết sao, tại anh nhường cho cái anh kia anh quay, để hai người quay vô cái nó trùng á. Rồi thành ra em lên cái định vị tại ngay vị trí ngoài này luôn. Vị trí ngoài nhà mình là ngay đây nha anh chị. Nó ngay mí cột này ha. Mình đo dài quanh đây, mình có mặt tiền 4,44 m, tức là gần 4,5 m nha anh chị. Và phía sau hậu mình nở ra là 4,54 m. Và mình đi sâu vào, hai cạnh đi sâu vào là 28,5 m nha anh chị. Có cái hơn rưỡi, con cái thì chưa được rưỡi, cho nên em cộng lại là 28,5 m. Cho nên nó có tổng diện tích là 127 m², trong đó mình có 100 m² là thổ cư. Phần còn lại là cây lâu năm thuộc hành lang bảo vệ đường bộ phía trước mình nè anh chị. Đó, đường mình là đường nhựa phía trước mình nè. Đó ha. Nhà mình thì nó rất là cao rồi, nhà rồi, còn bên đó ngày xưa đất trũng anh chị. Thành ra người ta muốn cất nhà, người ta bơm cát lên nó rất là nhiều tiền luôn. Ở nhà mình thì cũng là cửa gỗ nha anh chị. Còn nền ở dưới, nền thì có lót gạch rồi, trường thì cũng có ốp gạch luôn rồi. Đó, cái vị trí này rất là đẹp, thuận tiện cho anh chị về đây vừa ở vừa kinh doanh buôn bán gì cũng được hết. Nó đường mình là dạ, đường mình là đường nhựa nữa. Đó, anh chị thấy ha, nó phía trước mình đó. Dạ. Dạ, nói chung là ở đây thì chỗ nào cũng thuận tiện hết mà. Đi ra ngoài dòng xây thì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Mỹ Tho cũng sát bên. Dạ.
Ở trên thì có đống là phong rồi. Dạ. Dạ. Đó, đây thì gạch ốp lên thì khoảng 2 mét nha anh chị. Phía trên là sơn. Đó, anh chị nhìn thấy nè, tên là phong đồ đóng hết rồi nè. Ở dưới đó thì anh chị cũng thấy rồi. Đó, em quay là một vòng nhìn về phía trước cho anh chị mình xem luôn. Nó ngang là 4m44, phía sau mình 4m54. Mình có nở ra miếng nha anh chị. Và chiều sâu là 28m5. Tổng diện tích 127m2, trong đó có 100m2 là thổ cư. Đó, hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 1 tỷ 170 triệu. Anh chị nào quan tâm liên hệ 0395454645, em sẽ dẫn anh chị mình đến xem được, anh chị mình nói chuyện với chủ, anh chị mua nha. À, đây là cái phòng ngủ đầu tiên nè anh chị. Phòng thì cũng rất là rộng rãi nha, 4m5 là gần 5m rồi, mình đường đi cũng rộng, cái phòng mình cũng rộng nữa. À, đây là cái phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Đây, tại vì mình thuộc xã Long An của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ở đây anh chị về trung tâm thị trấn của huyện cũng gần nha anh chị, rồi anh chị đi ra thành phố Mỹ Tho nó cũng gần nữa. Nói chung là có nhiều anh chị lúc trước hay hỏi tìm cái vị trí của xã Long An này, nhưng mà có một cái lúc đó em chưa có, mà bây giờ có, không biết anh chị này có xem lại được hay không. Nếu anh chị xem được cái video này, có thể là anh chị gì xem thực tế đi, cái vị trí này nó rất là đẹp, mà vị trí tìm xã Long An là anh chị cũng biết rồi, chắc cũng có biết cái khu vực này. À, đây là cái toilet nhà tắm nha anh chị, toilet nhà tắm chung luôn. À, đây là cái chỗ nấu nướng nè. À, anh chị thấy đây ha, chỗ này thì làm cũng rất là gọn gàng nha. Ở đây thì có lavabo với tay, đây thì để bếp ga, còn không gian mình ở phía sau nè anh chị. Nói chung là ra đây thì cũng hết, phía sau thì còn của bố của chủ nhà này nè. Rồi anh chị nào quan tâm cứ liên hệ 0395454645, đó là số của em sẽ dẫn anh chị mình đến xem được thì anh chị mình mua. Đó, giá là 1 tỷ 170 triệu cho cái căn nhà đường nhựa, vị trí rất là đẹp luôn, thuận tiện vừa ở vừa kinh doanh buôn bán luôn. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu nhìn chị thấy phù hợp thì alo ha. Còn bây giờ em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.